Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả quý huynh đệ Phật tử. Hôm nay thầm trí sẽ trình bày một cái câu chuyện là giữ vững lòng trước mọi người, tức là không sao động. Chư tổ thường dạy là trăm năm vật đổi sao dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Mở lời trước phải xét suy, rằng khi cất tiếng ít chi chăng là. Làm con người tại thế gian này, không ai là không bị những người khác nói xấu, bêu xấu trước mặt hoặc là sau lưng. Xin thưa quý vị, chư tổ thường dạy là lời nói đổi trắng thay đen, thiên đường địa ngục bon chen lối vào, trực tâm lòng chẳng sướng sao, an tâm thiền định biết bao an lành. Thì trong cuộc sống này không ai là không bị người khác nói xấu, bêu xấu, phỉ báng. Ngay cả Đức Phật khi mà còn tại thế vẫn còn có người phỉ báng, thì làm sao chúng ta là người phàm mà chúng ta khỏi. Cho nên mỗi lần mà chúng ta bị người khác nói xấu, hay là nói mặc dù có hay không mà chúng ta buồn lòng, chúng ta mất cái niềm tin trên đời để tu, thì cái đó chúng ta thiệt thòi. Nếu trường hợp người ta nói mà mình có thì chúng ta sửa, và nếu mình không có thì chúng ta ngừa. Trong kinh có một đoạn khi Đức Phật còn tại thế, thì có một vị tỳ kheo đi khất thực rồi về, coi như là rửa bát rồi trì tụng kinh điển rồi tỏa thiền. Thì dân ở cái xứ bộ tộc mà Tỳ Xá Ly này rất là thương và mời ngài tới về ở gần chỗ cái thành phố không ở. Ngài ở cách xa thành phố chừng 5-6 cây số. Thì dân ở đó thấy đức hạnh ngài nói chuyện này kia rất hay, thành ra sau đó họ mới đồng cất cái thất cho ngài ở. Thì cất cái thất đó thì cũng cách xa làng cũng khoảng chừng 2-3 cây số. Thì có lúc thì ngài thuyết pháp rất hay cho nên ngài đi. Trong khi ngài đi thì gặp những cái chuyện trái nghịch lòng thì ngài khuyên rất là hay, cho đó khi chưa kịp đi khất thực đã có người mang tới rồi. Thì trong số mang đó có lớn có, nhỏ có, thì trong đó có một cô thiếu nữ chừng gần 20 tuổi thường đem đi tới sớm. Và một thời gian sau ngày đi thì cái cô gái này lại có mang mà không có chồng. Cho nên trong khi đó thì người ta đồn tiếu lên là vì cô gái này mang sớm tới, thành ra có gian díu với ông sư này. Cho nên vị sư này tên là Thích Xá, vị sư Thích Xá này làm quấy cho nên cô gái này có mang. Thì sau đó thì không ai đi mang thức ăn tới cúng dường hết. Lúc bây giờ thì ngài khất mang bát đi khất thực. Khi ngài mang đi bát đi khất thực thì ở trong làng mấy người đó nói coi tu hành đàng hoàng và làm cho con gái người ta có mang, nói sầm sì sau lưng, rốt cuộc cũng không có ai cúng và ngài phải đi qua một cái làng khác. Thì khi về cái hôm đó ngài buồn quá, ngài lấy cái y của ngài treo lên để ngài tự vẫn là tự tử chết, treo cổ đó. Thì đưa cái đầu vào trong cái y, trồng đầu vô đó để mà đạp cái chân ra để treo cổ. Thì vị thọ thần đó là cái vị thần mà ở trên cái cây đó đó mới hiện ra, ông nói là này tỳ kheo tại sao phải chết. Nói rồi tôi đâu có làm cho con gái người ta có mang mà ta đồn như, thành ra tôi ở đây không có đất sống mà vì tôi sống nữa làm gì. Thì ngay đó vị thần nói đó, ồ như vậy là ngài đã chứng A-la-hán rồi phải không? Ngài biết chuyện đó. Nói không, tôi còn phạm tăng. Thì ngài đó vị thần đó, ồ ngài còn phạm tăng mà khi người ta nói ngài chứng A-la-hán là ngài có thần thông không? Nói không, tôi còn phạm tăng mà nói tôi chứng A-la-hán thì tôi đâu có. Vị thần này mới nói, ồ cũng vậy, ngài không có làm cho người ta, con người ta có mang, có bầu, mà bây giờ người ta nói vậy thì con người ta có bầu có phải ngài là chủ nhân không? Nói không, tôi không phải chủ nhân. Thì vừa nói không phải chủ nhân thì vị thần đấy, nếu ngài không làm không phải chủ nhân, tội gì ngài phải chết. Mà ngài chết thì người ta sẽ nói ngài là chủ nhân của cái bầu đó, cái tác giả bào thai đó, thì sẽ mang tiếng xấu cho giáo đoàn nữa. Thì nghe đó cái vị tỳ kheo này giác tỉnh ngộ, thì giật mình nói thôi tôi sẽ không chết. Thì nghe cái vị thọ thần mới biến mất. Thì sau đó ngài vẫn ở đó và người đó khất thực, ngài tu thời gian, ngài chứng A-la-hán. Cái gì thấy trong cuộc sống này cũng vậy, mọi việc cái gì cây kim mà để trong bọc lâu ngày nó sẽ lòi ra. Và nếu mình thật, mình không sợ miệng đời ai nói gì hết, miễn mình tu hành đàng hoàng, mình không xấu hổ lương tâm, chúng ta là được.
chứ không có tội gì mà mình phải quyên sinh, phải chết hay buồn khổ, chỉ để cái tâm mà tu thôi. Mong rằng tất cả huynh đệ sống được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.